Con chào ông bà nghe. Con Rồi. chào ông bà, con chào tất cả mọi người. Con là tâm chị hay tâm em? Con là tâm chị. Con nghe nghe tâm chị Dương. Rồi tâm em chào sao? Tâm em chào sao con? Con chào. Con khoanh tay lại. Con chào với con chào ông bà, con chào cô châu, con chào tất cả mọi người, con cảm ơn tất cả mọi người. Nè tâm chị cảm ơn chưa? Cảm ơn cô chú đã ủng hộ cho con. Rồi hai đứa ca cho cha nghe nghe, ca cho cha nghe rồi tất cả mọi người cùng nghe nghe. Cha rồi cha sẽ hát chung với ca. Vậy là hai đứa đứng ca hát bài bài bà nghe. Đây nè, tâm em đứng đây nè. Qua đây nè, hát đó đâu ai nghe đâu con. Quay ở đúng rồi, quay mặt. Rồi. Hát bài gì? Rồi. Rồi tâm chị đâu, giơ tay lên. Con chào cô chú. Con là tâm chị. Con là tâm chị. Con chào ông, con chào tất cả mọi người. Ôi ngoan quá rồi, ca bài gì nữa ta? Bọc con vịt. Ờ ca một con vịt nha tâm em. Lúc ở nhà đi. Lúc ở nhà. Thôi ca lúc ở nhà đi, lưu vi mô một chút cho ca. Mẹ cùng nhà cô giám. Mẹ tên chữ cô giám như mẹ hiền. Cô và mẹ và hai cô giám. Mẹ cô giám là mẹ hiền. Mẹ cô là hai cô giáo. Đúng không? Rồi lại đây cha hôn cha cái nữa nè. Tâm chị. Tâm chị lại hôn cha đi. Ngon ngoan quá. Cái gì đó. Hát đi cho cha nghe. Hát đi. Chấm lạnh luôn, chấm lạnh luôn. Chấm lạnh. Ừ, hôn đi chấm lạnh. Ờ, chấm lạnh vậy luôn. Rồi ca bài gì đây, mình hát bài gì đây? Bài gì nữa? Một con vịt sao?
một cơm vịt sẽ ra hai cái cơm. Kim hang đi, kéo bắt kim hang đi. Rồi, con bước chuyển hết với em đi. Chưa?